Chấm trên thang điểm tình yêu của mẹ dành cho ba, trên thang điểm 10 mẹ chấm bao nhiêu? 3 điểm thôi. Đất đất, 3 điểm? Tôi 3 điểm gì? Mấy đứa nhỏ nó mấy điểm? Thằng Toàn với thằng Phúc 10 điểm, con Hạnh, con An 9 điểm. Vậy là ba thấp hơn anh Tắm luôn hả? Mình đi thôi, trễ rồi. Lâu ngày không đạp xe đạp á, em có thấy lãng mạn không? Lãng mạn cái đồ cái gì? Nóng nực thê mông đục chết đi ra. Cái gì vậy? Nụ hôn tương cà. Lúc trước ba được 3 điểm á, giờ tăng lên được nhiêu vậy? Không hẳn như vậy đâu. Cái gì 4 điểm? Trời ơi, là ba ngang bằng với cái thằng Tắm á hả? Cuối tuần này tụi em tính đi picnic á, anh đi cùng không? Cuối tuần này picnic hả? Dạ, hôm nay con đi picnic chung với là anh Toàn với anh Vũ á. Thành ra là làm chút rồi ăn để mang theo mẹ. Tụi em đã cho tính toán sổ sách và số liệu kỹ thuật trong kho và phát hiện thông tin này bị tiết lộ ra ngoài. Tính ra thì cái ông Toàn này có năng lực thiệt đó. Tụi mình làm cái gì em cũng biết hết trơn á. Đúng là những người tốt nghiệp Harvard thông minh thiệt đó. Mà tại sao chuyện mình làm cái gì cũng bị lộ vậy? Hay là bây giờ mình nhờ thằng Vũ đi chú. Thằng Vũ nó rành về bộ phận máy tính, mạng đồ lắm, lập trình đồ nó rành lắm. Bây giờ mình nhờ nó trong vòng 30 giây nó giải quyết được liền. Cái thằng đó thì làm cái gì? Hết hồn mà. Ký này được nè. Được đúng không? Dầu gì việc gì cũng dở lỡ hết rồi. Chi bằng thằng Vũ nó đi. Coi nó xem sao. Đúng rồi đó chú. Đón xem tập 109 sitcom Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019 trên kênh HTV7.